Kính chào và mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại những video, những trận solo hấp dẫn tại channel của LVT Official. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một kèo solo rất là đỉnh cao, đó là giữa cao thủ Thiếu Lâm Đao và Twin Đao tại server của Công Thành Chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm. Đó, anh em đã được chứng kiến những giây phút hai cao thủ BK rất là hay giữa hai môn phái, mà có thể nói thì Thủy In Down thì rất là hiếm gặp, có lẽ chúng ta rất là hiếm gặp. Còn Thiếu Lâm Down chắc chúng ta có lẽ coi được nhiều rồi, tại vì Thiếu Lâm Down là môn phái mà dễ chơi nhất, châu bò nhất, châu bò dễ chơi mà solo cũng rất là mạnh ở trong tự game Bảo Lâm Trường Kỳ 1. Như vậy thì Thủy In của chúng ta đã tăng hình rồi mọi người ạ. Không biết trận đấu như thế nào, trận đấu này có kết quả như thế nào thì chúng ta hãy cùng tặng like cho hai cầu thủ này nha. Hoàng Đẹp Trai và cầu thủ Nga Mi Kiếm, đặt tên Nga Mi Kiếm nhưng không phải vậy mọi người. Úi giời ơi, áp sát luôn. Trời ơi, sáu tia, trời ơi. Thiếu Lâm máu đỏ luôn mọi người, bơm máu lên kịp. Rất là hên cho Thiếu Lâm mọi người ạ. Chúng ta có thể thấy là trong những trước đây khi mà Thủy In Đào áp sát là 6 tia là bật ngựa chứ mọi người ạ. Hoa sen búp lên là dễ bật ngựa lắm, nhưng thật sự thì Thiếu Lâm này thì với set đồ rất là châu bò mọi người ạ. Ở cuối video chúng ta sẽ được chứng kiến Thiếu Lâm này châu bò lắm. Một set đồ mà có thể nói là đỉnh của chóp. Nếu mà cái set đồ cuối cùng này áp sát nữa, ui dồi ôi, trắng máu và phản đam chết luôn mọi người, phản đam chết luôn. Chúng ta cùng coi lại nha, coi lại hai pha áp sát. Chúng ta sẽ tua lại hai pha áp sát của Thúy In cho anh em xem. Một lối BK thường thấy ở Thúy In Down là chúng ta sẽ tàng hình và lợi dụng sơ hở của đối phương và áp sát búp hoa sen bật ngựa đối phương. Nhưng rất tiếc thì Thiếu Lâm này với lượng máu rất là cao mọi người ạ, nên là nó một thế là chúng ta thấy máu của Thiếu Lâm là trắng máu luôn. Đổi ngược lại thì đã Thúy In đã bị phản đam chết mọi người ạ. Nếu mà Thiếu Lâm này mà máu giấy là coi chừng là Thúy In sẽ ăn đó mọi người ạ. Thôi, như vậy chúng ta đã vừa coi xong những giây phút BK hấp dẫn giữa hai cầu thủ, và bây giờ chúng ta nhận xét về set đồ của hai cầu thủ này nha. Thì trận đấu vừa rồi mặc dù Thúy In chúng ta thấy là Thúy In mang set đồ cũng chưa gọi là VIP, tại vì đồ xanh rất là nhiều. Mặc 5 hành mọi người ạ, 2-4 món hoàng kim, mặc 5 hành. Nên có lẽ về chênh lệch về đồ đạc nên là chúng ta chưa thấy sự lợi hại của Thúy In Đao lắm. Nhưng chúng ta thấy là khi áp sát là rất là lợi hại mọi người ạ. Công nhận là rất là lợi hại. Không cẩn thận là lên đường ngay. Và bây giờ chúng ta cùng coi set đồ của Thúy In Đao nha mọi người nha. Rồi cây Phúc Nghi Đao. Tốc độ đánh 38, sát thương 55. Kỹ năng cộng 1 cấp. Sát thương 121%. Cây đao cũng rất là ngon. Nhưng hình như là cao thủ này mặc 5 hành mọi người, mặc 5 hành nên là không kích được dòng cuối. Để kim thì cần hai hệ thổ, dây chuyền và áo, nên là không kích được cái dòng kêu nha mọi người nha. Bây giờ chúng ta rồi cái dây chuyền đó, dây chuyền là thắng tất cả 20, kháng băng 22, chưa được kháng băng 25 nữa, sinh lực 155, tổng độc 40, nội lực 8. Dây chuyền này chắc phải lọc đồ lại mọi người ạ. Ở server này chúng ta lọc đồ, cái áo cũng không được ngon lắm, sinh lực có 110 mọi người ạ. Với nón hệ kim trực 157. Set đồ nói chung là set đồ của cao thủ này ở server này thì chưa gọi là VIP lắm mọi người ạ. Sinh lực 157 cũng bình thường, chưa cao lắm. Đuôi dày sinh lực có 83. Kháng hỏa với choáng, dòng sinh khí không kích được nha mọi người nha. Dòng sinh khí không kích được. Ngựa chiếu già không phải ngựa kháng tất cả nè. Kháng lôi 26, sinh lực 467 mọi người ạ. Trời ơi, cái ngọc bội kìa. Sinh lực tới 467 luôn, thời gian phục hồi 47. Mục giả lưu tinh cộng 2, vụ đà lễ hoa cộng 2. Thời gian choáng 46, thời gian phục hồi 47. Ngọc bội của Thúy In này rất là ghê gớm, cả đường đao và cũng như là đường trưởng rất là ghê gớm mọi người. Thời gian phục hồi rất là cao, cho Thúy In chạy rất là nhanh. Sinh lực 189 làm chậm. Để kỹ năng vốn có cộng 1 cấp. Bao tài 22. Thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý. Nói chung bao tài cũng ngon, chỉ tội kỹ năng cộng có 22 thôi.
thì đang lên 33 là ngon. Hy vọng rằng cao thủ này sẽ lên được những món đồ ngon hơn để cho chúng ta những cái video solo hấp dẫn hơn mọi người ạ. Nếu cao thủ này mang set đồ VIP hơn, BK đàng hoàng hơn, chắc có lẽ sẽ ăn đó mọi người ạ. Chắc có lẽ sẽ ăn. Rồi bây giờ chúng ta coi cái set đồ của Hoàng Đẹp Trai. Nghe cái tên hơi đủ biết là set đồ như thế nào rồi. Đó, cây đồ long đao, ma giới đao, 40 cộng 3 sát thương 54, 126%. Nói chung là chỉ mít có 6 điểm, 6 điểm của sát thương mà thôi. Như là thường điệp chứng phải cộng 3 cấp. Cây đao chém chuối chắc là ghi gớm. Là thay set đồ 9 máu hoàng kim mùng phải. Chỉ có dây chuyền xanh thôi, dây chuyền xanh cũng rất là ghê. 20, sinh khí 12. Ờ, cái nón cũng cộng 3 cấp chứng phái luôn. Sát thương 94% luôn. Cái áo cộng 3 cấp luôn. Trực tiếp phục hồi 40 thôi, phục hồi 50 thì ngon. Rồi đây, tấn công chí mạng 5% đó. Cũng kỹ năng cộng 3, làm chậm mắc bên 50 luôn. Nói chung set đồ của ông Hoàng Đẹp Trai này thôi, khỏi phải bàn mọi người. Rất là kinh khủng. Nói chung là rất là kinh kỳ, toàn kêu kỹ năng cộng 3 không. Nên có thể thấy 5733 ngựa tăng kháng tất cả, chinh lực đồ chinh lực rất là nhiều so với cao thủ Thúy Yên. Nếu mà Thúy Yên có may mắn thì chắc là có lẽ Thiếu Lâm sẽ ăn rồi mọi người. Kỹ năng muốn có còn một cấp, kỹ năng muốn có còn một cấp. Những hạn chế thời gian của Thiếu Lâm Quyền 33 là hạn chậm dịch cường kinh, vừa tăng phản đam vừa tăng kháng tất cả, lại phong tu vật lý làm chậm sinh lực nội lực rất là cao nữa. Đúng cái nhận chất lượng, đúng cái nhận quá chất lượng, nhận kim cương đó mọi người. Và cái bao tay kỹ năng cộng 33, nói chung set đồ cao thủ này thì khỏi phải chê vào đâu được rồi. Rồi như vậy chúng ta thấy là anh em có những set gì về hai cao thủ này thì anh em hãy nhận set bên dưới. Chúng ta thấy là đây là server dành cho người đi làm, ít thời gian hoạt động chủ yếu là BK, Tống Kim, Sang Bốc thôi mọi người ạ. Đây là những hình ảnh của Đại hội Võ Lâm diễn ra vào lúc 20:30 hàng ngày. Thì anh em nào thích server này thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us ở góc màn hình bên dưới và tham gia nhóm Zalo để tải game nha mọi người nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha anh em. Rồi, bye bye anh em nha.